Chào tất cả các bác ba miền Bắc Trung Nam, và hôm nay em lại quay trở lại với chuyên mục quảng cáo sản phẩm ống nhòm. Thì gần đây rất là nhiều bác bảo là bây giờ là em là không có tiền, cũng như là muốn mua cái dòng sản phẩm nào vừa hoàn toàn có thể là săn được ong, cũng như là giá cả phải là hợp lý, giá cả phải là phải chăng. Thì là hôm nay trong cái clip này là em muốn giới thiệu đến các bác về một mẫu sản phẩm ống nhòm Galileo của hãng Hải quân Mỹ các bác nhá, với thông số cao là 20x50, trường nhìn rộng là 168x1000m, giá cả chỉ 550.000 là bao ship đến tận nhà tận cửa cho các bác. Nhận hàng này các bác chú ý giúp em nhé, nhận hàng mở hàng ra xem đúng như em quảng cáo ở cái clip này đấy, đúng như em test chất lượng sắc nét ở cái clip này thì các bác mới nhận hàng các bác nhé. Và em nói qua hình thức mua bán rất là đơn giản thôi, các bác chỉ cần nhấc máy lên alo trực tiếp với em qua hai cái số điện thoại ở đây, chính là 0906201256 và 0962085919 các bác nhé. Bên em dùng cả điện thoại, dùng cả Zalo, những bác nào mà không muốn gọi điện thì hoàn toàn có thể là nhắn tin qua Zalo, em tư vấn là đều ok hết các bác nhé. Cụ thể ở đây là chiếc ống nhòm Galileo của hãng Hải quân Mỹ, những cái hàng chính hãng, chú ý giúp em nhé, phân biệt nhé, bởi vì hiện tại trên thị trường có rất là nhiều những cái nơi người ta bán hàng nhái, hàng giả cho các bác, nên các bác phải chú ý cái này giúp em để phân biệt này. Thứ nhất, ở hàng chính hãng này, ở hai bên sườn có cái chữ Galileo và có chữ R đây này, các bác nhá. Đấy, dập lỗi ở đây hết này. Đấy, và ở bên sườn này, ở bên cái mặt trước này cũng có chữ Galileo, chữ màu vàng. Tất cả đây là màu vàng hết, còn ở đây là màu đồng các bác nhá. Đấy, màu vàng ở đây và màu đồng ở đây, cũng như là thông số in rõ ràng là 20x50, trường nhìn rộng là 168m/1000m các bác nhá. Với cái ống nhòm này thì là các bác đi săn ong các thứ là đều ok hết các bác nhá. Và hai mắt trước này chú ý giúp em nhá, hai mắt trước và hai mắt sau là đều có cái lắp chụp lúm cao su để bảo vệ, là chống mưa này, chống ướt, chống bụi bẩn này. Đấy, để bảo vệ cũng như là tăng cái tuổi thọ của cái ống nhòm này sẽ là cao hơn các bác nhá. Khi sử dụng xong thì các bác đậy vào như này. Đấy, còn mới là về sử dụng thì các bác sẽ là cậy hai cái lắp này ra. Đấy, cậy hai lắp ra, kể cả trên vỏ hộp cũng là có chữ màu nhóng nhóng nhánh vàng này luôn nhá, Galileo ở đây các bác nhá. Đấy, hai cái lắp này các bác cũng là sẽ phải là bỏ ra luôn. Đấy, các bác chú ý giúp em. Và ở đây cách sử dụng ống nhòm này thì rất là đơn giản thôi, các bác chỉ cần là áp hai cái đầu nhỏ này. Đấy, ở đây thông số 20x50 em sẽ giải thích này. 20x50 có nghĩa là cái đường kính này, cái chỗ tiếp xúc với mắt là 2cm, 50 là cái đường kính ống kính ra ở đây là 50. Đấy, người ta đấy là người ta gọi là 20x50 là ở chỗ đấy. Còn trường nhìn rộng là 168m/1000m các bác nhá. Và cách sử dụng rất đơn giản thôi. Áp cái này vào mắt này. Đấy, chú ý giúp em, áp cái này vào mắt, cũng như là hoàn toàn có thể chỉnh cái con năn ở đây này. Đấy, các bác hoàn toàn cứ chỉnh cái con năn ở đây các bác nhá. Chỉnh tới chỉnh lui, chỉnh trái chỉnh phải, làm sao cho nó vừa cái độ bắt led rõ ràng, vừa cái đúng điểm các bác nhìn nó rõ ràng sắc led thì là ok các bác nhá. Và ngoài ra cái ống nhòm này các bác hoàn toàn có thể chỉnh ở cái mắt bên phải này. Đấy, để những bác nào mà bị mắt cận này, cũng như là nói chung là bị tật về mắt, đấy, mắt không như người bình thường, bị cận, bị tật hay là kém về mắt thì các bác hoàn toàn có thể là linh động chỉnh thêm cái này giúp em. Và cái quan trọng nhất thì vẫn chỉnh ở đây. Đấy, nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Đây không phải là đồ điện tử, cũng như là chả phải là lắp pin, lắp piếc gì cả, nên các bác là sử dụng bằng cơ tay các bác nhá. Là mình cứ nhìn điểm này là thấy led, chưa thấy led là mình sẽ là chỉnh cái con năn này. Còn các bác là nhìn ong nhìn ve 300-400m đổ lại là ok hết. Còn đi du lịch các thứ nhìn cây hơn cây thì không phải suy nghĩ các bác nhá. Giá cả rất là hợp lý phải chăng? Em bảo rồi, mua bán alo trực tiếp với em. Các bác lên alo trực tiếp số điện thoại các bác nhá. Bởi vì nhiều lúc mà nhắn tin nhắn tiếc mà em này, nhiều lúc bận quá không trả lời được thì các bác lại bảo là bán hàng thế nọ thế kia, thì nói chung là nó là mang tiếng, nên cứ alo trực tiếp số này cho em. Và bây giờ em sẽ test cho các bác là ra ngoài trời các bác nhá. À, phụ kiện kèm theo này, phụ kiện kèm theo thì sẽ có một cái túi chống sốc, cũng như là túi giải vải dù như thế này các bác nhá. Và có cái quai đeo ở đây. Đấy, cái quai đeo này là các bác là cầm lắm, cũng như là đeo qua lách các thứ là ok hết này. Có một cái khăn nâu này, có một cái khăn nâu cũng như là một cái dây đeo để các bác hoàn toàn có thể là đeo vào hai cái móc ở đây này. Đấy, hai cái móc đây là sẽ làm mình sử dụng cái dây đeo này là ok các bác nhá. Đấy, một cái túi hút ẩm đấy để là bảo quản, cũng như là cái túi bóng này. Đấy, tất cả bên em là gói hàng đi là sẽ là bọc xốp hơi cho các bác hết, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Và bây giờ em sẽ test cho các bác mang ra ngoài trời các bác nhá. Đây, em sẽ là mang ra ngoài trời này để test này. Đấy, bây giờ em sẽ mang ra ngoài trời để test cho các bác. Các bác nhìn những cái điểm nhá. Đây, ví dụ đây em sẽ đưa vào cái ống kính này. Các bác sẽ phải nhìn vào những cái điểm này. Đấy, các bác thấy led không? Led căng luôn. Cái này soi ong thì không phải suy nghĩ, với cái tầm giá 550.000 này các bác nhá. Đấy, xem thì là siêu led luôn. Còn tất nhiên là không tránh được rung, bởi vì một tay em cầm điện thoại, một tay cầm ở đây là không có cái điểm cố định, là sẽ là bị rung thì không tránh được các bác nhá. Đấy, mình cứ cho vào cái ống kính này thôi. Đấy, xem ở đây thì là chất lượng thì là không phải suy nghĩ các bác nhá, siêu nét luôn.
cái này tại vì cái mắt camera thì mình cho vào đây thì nó lại nhiều lúc phải lựa các bác nhá, cũng như là mình phải chỉnh cái con năn đây sao cho nó hài hòa, sao cho nó hợp lý. Đấy, ở bên sang bên này nữa đấy các bác nhá. Đấy, mình chỉnh con năn này. Đấy, mình chỉnh làm sao cho rõ ràng sắc nét này. Chữ nghĩa ở đây là các bác sẽ đọc được hết luôn các bác nhá. Kể cả các bác đọc xem ở cái cột điện cao thế kìa. Đấy, em sẽ cho lên mắt nhìn thử đã. Đấy, các bác nhá, nhìn đây. Đấy, led căng luôn. Đó các bác nhá, sử dụng cái ống nhòm này thì là giá cả là hợp lý phải chăng? Thì những bác nào mà mua hàng thì cứ alo trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại ở đây các bác nhá. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán nên các bác yên tâm khi mua hàng bên em. Nếu mà các bác thấy kênh YouTube của em hay, hãy nhớ đăng ký kênh. Ngoài ra bên em còn có rất là nhiều những cái ống nhòm cao cấp khác nữa, 650, 750, hơn 1 triệu cũng có, đầy đủ hết cho các bác nhá. Những anh em nào mà đam mê chơi thì cứ alo trực tiếp. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo.